luôn là một đề tài hấp dẫn thu hút các nhà sản xuất trò chơi. Trong nhiều năm qua, Tam Quốc không ngừng đổi mới và mở rộng thể loại trải nghiệm cho người dùng. Hư Linh Tam Quốc là một sản phẩm đi theo hướng idol cho phép người chơi không cần thao tác quá nhiều, song vẫn cảm nhận được gameplay thú vị. Không những thế, game di động này được phát triển với đa dạng các loại tướng lĩnh khác nhau trong thế giới ba quy. Hư Linh Tam Quốc của nhà phát hành Soha Game là tựa game idol nhập vai thẻ tướng màn hình dọc, pha trộn giữa đề tài Tam Quốc quen thuộc với phong cách đồ họa anime đang rất thịnh hành hiện nay. Các vị tướng được xây dựng với hình tượng chibi theo phong cách anime ăn khách nhưng vẫn giữ được nét hào hùng mạnh mẽ, đúng với đặc điểm tính cách của họ trên chiến trường. Người chơi tham gia sẽ tìm cách chiêu mộ cho mình những vị tướng mạnh nhất với phẩm chất và số cao nhất để tạo nên đội hình riêng. Bạn có thể thay đổi tự do những vị trí tướng lĩnh trong đội hình của mình sao cho phát huy hiệu quả sức mạnh chiến đấu nhất. Danh tướng có các kỹ năng chính phụ cũng như hồn thú để làm cho mình mạnh hơn. Bên cạnh đó, có nhiều thành phần hỗ trợ để giúp team của bạn mạnh hơn trong Hư Linh Tam Quốc như Bét, Pháp Khí, Minh Đạo. Hư Linh Tam Quốc Mobile có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra cả ngày cho bạn trải nghiệm cũng như kiếm nguyên liệu gia tăng sức mạnh đội hình. Hệ thống phó bản cốt truyện, phó bản ngày, phó bản tu luyện đều là những nơi lý tưởng để người chơi tu luyện gia tăng sức mạnh. Những cuộc chiến đấu với người chơi khác, BBB, cũng được tổ chức thường xuyên để game thủ tranh tài cao thấp. Không những thế, vì là một game idol nên game cho phép bạn có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, không cần online quá nhiều mà sức mạnh vẫn duy trì tăng trưởng đều đặn. Tính năng gia tộc tương đương với bang hội là nơi sinh hoạt cộng đồng, mang đến sự kết nối trao đổi và chia sẻ với những người cùng chơi với nhau. Game Hư Linh Tam Quốc Soha Game được thiết kế với màn hình dọc, màu sắc thiên về độ trầm, tướng được thể hiện khá chi tiết, tái hiện chân thực khí khái của mãnh tướng trong nguyên bản Tam Quốc, được nhiều người biết đến liên quan đến ba thế lực Ngụy, Thục, Ngô. Bạn có thể dùng nút tăng tốc để gia tăng tốc độ cuộc chiến, nhanh chóng kết thúc ván đấu để rảnh tay hơn bước sang hoạt động mới. Cùng với đó, sản phẩm có nhiều mini game thú vị cho bạn tham gia suốt hành trình nâng cấp của mình. Thích thù cảm kích. Võ thánh chi lực, quang du kích, quang du kích. Thần đi tâm dị. Thích hồn cảm kích. Phượng nộ cửu thiên. Vinh dự võ thánh. Ám ảnh bạo phát. Ám ảnh bạo phát. Sinh tử lĩnh vực. Thích hồn cảm kích. Biên phượng du kích. Quang du kích.